taxi bay, Bình Định muốn là tỉnh tiên phong. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét báo cáo và kiến nghị Thủ tướng cho chủ trương xây dựng đề án thí điểm taxi bay tại địa phương. Taxi bay là máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, chạy bằng điện, chở được 4 đến 5 người. Đây là phương tiện vận chuyển lý tưởng để khách tham quan, du lịch có thể quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao. Theo đại diện tỉnh Bình Định, phương thức vận tải này xanh, mới lạ, độc đáo, có tính đột phá, giúp di chuyển dễ dàng và không phát thải các chất gây hại như xe, tàu. Những ưu điểm này phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch của Bình Định và mục tiêu phát triển bền vững. Với những phân tích trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho rằng cần kế hoạch thử nghiệm, xây hành lang pháp lý và lộ trình thí điểm để đưa loại hình này khai thác chính thức. Được biết, khái niệm taxi bay lần đầu nổi lên vào năm 2009 khi video về mẫu máy bay Buffett của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA lan truyền rộng rãi. Những năm gần đây, một số nước nghiên cứu phát triển loại phương tiện này để ứng dụng vào vận tải như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Anh, Singapore và Hàn Quốc. Tờ Economist hồi tháng 6 đánh giá Trung Quốc phát triển loại hình taxi bay nhanh hơn các nước khác. Cuối năm 2023, Cục Hàng không Dân sự nước này cấp phép cho taxi bay EH-216S của công ty EHang. Tháng 7 vừa qua, EHang đã giao 10 chiếc cho một công ty du lịch vận hành. Công ty đã hợp tác với đối tác ở Hồng Kông, Macau và các thành phố khác của Trung Quốc để thúc đẩy ứng dụng phương tiện trên. Công ty taxi bay này đã đưa phương tiện trình diễn ở UAE.